Nghèo khổ thế đủ rồi, ba con giáp bất ngờ được thần tài chiếu cố, đổi vận giàu sang sau 3 năm tới, 2025, 2026, 2027. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Xin kính chúc quý vị một ngày luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều cái may mắn, bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong tử vi học có nói, ba con giáp được trời ban cho cái số mệnh phú quý, nhưng trước khi được hưởng thì cần phải trải qua vô vàn những khó khăn và những cái thử thách. Nếu như mà ba con giáp này cố gắng và nỗ lực hết mình thì họ sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài cái mong đợi. Trong 3 năm tới, 2025, 2026, 2027 thì ba con giáp này sẽ được gì? Song hỷ lâm môn, làm một thì thu 10. Đấy. Và sẽ gì? Sự nghiệp sẽ được hưng vượng. Vậy thì ba con giáp may mắn đó là những con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn đó hay không, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính thì quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất, hấp dẫn nhất từ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì có 3 con giáp được trời sinh số mệnh phú quý, nhưng trước khi được hưởng cái số mệnh đó thì các bạn phải trải qua không ít những khó khăn, những thử thách. Tuy nhiên, chỉ cần ba con giáp này không ngừng nỗ lực và cố gắng thì trong 3 năm tới đây, họ sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài cái sự mong đợi của họ. Trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn mình có được một cái gia đình sung túc, có tiền bạc, có của cải dư giả để làm những cái điều mình thích. Tuy nhiên, mỗi người thì đều trải qua mỗi cái hoàn cảnh khác nhau và không phải muốn giàu có là được. Có những người không sinh ra trong gia đình giàu có nên là họ phải bươn trải vất vả, mưu sinh trong cuộc sống. Đôi khi chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ, dù cố gắng nhiều nhưng mà họ lại không thể đạt được những thành tựu và cái vận may nó vẫn chưa đến với họ. Trong số 12 con giáp thì có 3 con giáp được trời sinh số mệnh phú quý, nhưng trước khi hưởng cái điều đó thì họ phải trải qua không ít những khó khăn, những thử thách. Tuy nhiên, chỉ cần 3 con giáp này không ngừng nỗ lực cố gắng thì trong 3 năm tới họ sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài mong đợi. Cụ thể là đến năm 2025, 26, 27 thì 3 con giáp này sẽ gì công thành danh toại, từ sự nghiệp, hôn nhân cho đến tiền tài, mọi thứ đều phất lên như diều gặp gió. Những con giáp này không những đem lại cái may mắn cho bản thân mà còn giúp cho gia đình làm ăn phát đạt, êm ấm và hạnh phúc. Đây là cái giai đoạn giúp cho họ chuyển mình sang một cái tầm cao mới. Nếu mà giữ vững được ấy, thì hậu vận sẽ viên mãn sung túc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đó là những con giáp nào nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 năm tới không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trời sinh những người tuổi Tỵ là những người thông minh lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ cái cơ hội nào để giúp cho cuộc sống của mình thêm sung túc đầy đủ. Những người tuổi Tỵ vốn mang cái bản tính thẳng thắn, chính trực, làm gì cũng rõ ràng và luôn có trách nhiệm với bản thân. Công việc thời gian qua, những người tuổi Tỵ đã như là những cái con giáp khác cũng phải gặp nhiều cái khó khăn, những cái thử thách. Nhưng những người tuổi Tỵ lại có cái sự tự tin vào cái bản lĩnh riêng của mình. Dù không thể vượt qua nhưng mà họ cũng sẽ rút ra được nhiều cái bài học quý báu giúp họ thành công trên cái con đường phía trước. Các chuyên gia tử vi học có nói, trong 3 năm tới thì những người tuổi Tỵ sẽ có một cái cuộc sống thăng hoa rực rỡ, không chỉ dư giả về mặt của cải vật chất mà đời sống tinh thần của những con giáp này cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Trời sinh những người tuổi Tỵ có số mệnh phú quý và đến năm 2025, 26, 27, 3 năm tới đây thì họ sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp họ sẽ làm giàu, tìm được những cơ hội gây dựng cái sự nghiệp bạc tỷ được ổn định vững chắc. Thì đây cũng là cái giai đoạn hoàng kim có 102 đối với những người tuổi Tỵ. Vậy nên những người tuổi Tỵ phải cố gắng nắm bắt và giữ vững cái tinh thần để được hậu vận nó được thập toàn thập mỹ. Những người tuổi Tỵ có khả năng nhanh chóng nắm bắt được cái tình huống phức tạp và lặng lẽ để giải quyết chúng. Tính tổ chức và cái khả năng tiếp thu những cái kỹ năng mới và cái trí nhớ tuyệt vời sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ hoàn thành tốt những công việc được giao. Họ phù hợp hơn với công việc gì độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo cái nhịp điệu của mình, không bị ai tác động hay là chi phối trong bất cứ cái công việc gì. Thì gì quý vị cũng sẽ tính toán một cách là gì cẩn trọng và không lãng phí cái của cải và sức lực.
Ngay sau khi hoàn thành công việc thì những người tuổi Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng mà họ cũng thì không cần nhiều thời gian để mà tái nạp cái năng lượng và sẵn sàng cho những cái thử thách mới thì cũng gì nổi trội hơn trong cái thời gian này. Nói chung ấy, những người tuổi Tỵ là những người mà giỏi quan hệ công chúng, và khi mà thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với cái vai trò đóng là trung gian hòa giải thì những người tuổi Tỵ thường quan sát trước cái tình hình, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong vấn đề kinh doanh thì những người tuổi Tỵ là những người rất thông minh, biết kéo dài cái thời gian thỏa thuận để đưa ra những cái hành động chớp nhoáng khi mà thời cơ chín mùi. Những người tuổi Tỵ thường là những người gặp may mắn trên con đường tài chính và có thể có một cuộc sống sung túc đủ đầy trong 3 năm tới. Con giáp này thích sống một cái cuộc sống là sung túc, mọi thứ trong nhà của họ thì đều tiện nghi và đẹp đẽ. Các chuyên gia tử vi học cũng có nói, những người tuổi Tỵ là một trong số con giáp được mệnh phú quý. Nếu như mà thời trẻ chưa có được cái may mắn làm giàu, thì sau 40 tuổi, cuộc sống của những con giáp này chắc chắn sẽ bước sang một cái trang mới thịnh vượng và thăng hoa hơn. Cụ thể hơn là sau năm 35 tuổi thì là một cái thời kỳ hoàng kim. Cụ thể hơn, sau 3 năm tới, thời kỳ bão tố sẽ qua đi, thay vào đó là một cái con đường tươi sáng với sự nghiệp và hôn nhân được viên mãn, ổn định. Đó. Những người tuổi Tỵ không thể trở thành đại gia thì ít nhất cũng có của ăn của để. Tài sản trong ngân hàng thì tăng theo từng ngày, hậu vận thì được viên mãn, sung túc. Một lần nữa xin được chúc mừng con giáp tuổi Tỵ may mắn trong cái vận trình của thời gian tới đây. Và để đạt được những cái may mắn giàu sang trong thời gian tới thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Ngọ thì trời sinh những người tuổi Ngọ là những người thông minh và sáng tạo. Họ thích tự do và không muốn bị ràng buộc. Cuộc sống của những người tuổi Ngọ khá là thoải mái và phóng khoáng. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ là vô lo vô nghĩ, nhưng mà trên thực tế họ lại là những người mà sâu sắc hơn bao giờ hết. Thuở thiếu niên ấy, những người tuổi Ngọ khá vất vả và gian nan, nhưng mà họ luôn nhìn mọi thứ bằng cái ánh mắt lạc quan, tự tin cho cuộc sống nên là đã vượt qua một cách dễ dàng. Thời gian trước đây, không ít những người tuổi Ngọ phải đối mặt với những sóng gió, thậm chí là có người còn phải rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát. Tuy nhiên, các chuyên gia tử vi học có nói, trong 3 năm tới, cụ thể là năm 2025, 26, 27 trở đi, thì cuộc sống của những người tuổi Ngọ sẽ bước sang một cái trang mới thịnh vượng và thăng hoa hơn rất nhiều. Bất kể là nam hay nữ, thì những người tuổi Ngọ đều nhận được những cái quả ngọt bất ngờ, và đây cũng chính là cái giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời của những người tuổi Ngọ. Nếu mà những ai mà biết nắm bắt cơ hội thì hậu vận ngày càng được sung túc, giàu sang phú quý, không còn biết nghèo khổ là gì nữa. Cuộc sống chỉ toàn là những cái màu hồng, muốn gì thì có được cái điều đó, không phải phiền não trong cái chuyện này chuyện kia nữa. Những người tuổi Ngọ sinh ra là để gánh vác cái công việc cực khổ. Họ là những người không bao giờ thừa nhận cái thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình có thể. Họ không hành động thì thôi, những người tuổi Ngọ một khi mà đã bắt tay vào ấy sẽ có được những cái thành công nhất định. Họ sẽ gặt hái được khá nhiều cái thành công. Những người tuổi Ngọ là những người mà có ưu nhược điểm bao giờ cũng đi kèm với nhau. Họ là một trong số những con giáp khó giữ được cái bí mật. Nếu muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện cái tính nhẫn nại của mình hơn. Đặc biệt trong công việc thì đã bắt tay vào làm việc gì là phải gánh vác đến cùng, có đầu có cuối. Đặc biệt là bảo mật là cái điều mà cần phải quan tâm hàng đầu. Những người tuổi Ngọ là những người hay nói nhiều, là mỗi người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời này. Thì đây cũng là cái điểm mà giúp cho họ có nhiều bạn bè, cũng được gì bạn bè giúp đỡ lại rất nhiều. Nhưng điều này lại vô tình đắc tội với chính với bạn bè. Chính vì vậy mà quý vị hãy luôn chú ý cái cách cư xử của mình. Lặng lẽ, đôi khi cũng là một cái cách. Những người tuổi Ngọ có đôi tay khéo léo, họ sẽ có thể là làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa khi người khác nhìn thấy cái phong thái cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người mà có cái ước muốn khá là cao, đôi khi còn vượt qua cái khả năng, cái năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào cái tình huống độc lập, họ lại không biết cách nào để ứng phó một cách là tự nhiên.
Bên cạnh đó, về phương diện tiền bạc thì những người tuổi Ngọ dễ thành công và họ sẽ nhận được những khoản tiền bạc rất là đáng quý. Tuy nhiên, họ lại sinh hoạt một cách là phung phí và hào nhoáng. Chính vì thế mà không bao giờ dư giả được nhiều. Khuyết điểm lớn nhất của những người tuổi Ngọ là họ lúc nào cũng cho mình là đúng và không bao giờ suy xét những quan điểm của người khác. Đôi khi làm cho những người khác tiếp xúc với họ cảm thấy là khó chịu. Thưa quý vị, bộc lộ quan điểm của mình một cách tùy tiện với họ lúc nào cũng là cái cách giải quyết tốt nhất. Còn đối với tuổi Ngọ nữ mạng ấy, những người tuổi Ngọ nữ mạng là những cô gái trong mơ của bất kỳ cái chàng trai nào, vì họ đầy khí thế vui nhộn và độc lập một cách là đáng kinh ngạc. Họ có thể tham gia vào bất cứ cái trò chơi nào và hòa đồng với bất cứ cái nhóm bạn nào mà họ thích trong cái công việc. Nữ tuổi Ngọ thì đặc biệt làm việc hiệu quả để hoàn thành những công việc, những nhiệm vụ được giao. Họ chỉ cần bỏ ra một ít thời gian so với những người khác, có khả năng kiếm được tiền và giữ được tiền. Nhưng làm giàu không phải là cái động cơ của những người phụ nữ tuổi Ngọ. Họ là những người mà có tâm hồn khao khát tự do đó. Tự do được là chính mình có nghĩa hơn nhiều về tiền bạc. Tính độc lập sẽ khiến cho những người tuổi Ngọ không muốn bị thuần hóa. Khi mà giữ được cái tình cảm, giữ được cái cảm giác là chính mình ấy, thì họ sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng mà khi thái quá thì cũng chính cái sự tự do cũng sẽ có thể thiêu cháy những cái người xung quanh. Nữ mạng tuổi Ngọ, đặc biệt là những người tuổi Mậu Ngọ ấy, thì kiên nhẫn hơn đấy. Và họ sẽ không sốt sắng và chờ đợi mọi việc tốt đến với mình chỉ sau một đêm. Kiên nhẫn chính là cái thế mạnh của họ. Còn đối với nam mệnh thì những người tuổi Ngọ là những người mà mang cái tính dương đặc biệt đó, thể hiện rõ nhất là ở nam giới. Họ đam mê hơn, bướng bỉnh hơn và tự do hơn với nữ giới. Nam giới tuổi Ngọ sinh vào mùa hè, tức là từ ngày mùng 6 tháng 5 đến cái tháng 7 dương lịch ấy, thì thường gì hưởng cái lợi nhiều hơn. Sinh vào cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 vào mùa đông ấy, thì sẽ khá là ảm đạm. Sinh vào tháng 12, tháng 1 dương lịch ấy, thì tương tự như vậy. Những người tuổi Ngọ sinh vào ban ngày thì dương khí nó mạnh mẽ và thường mạnh mẽ, quyết liệt hơn những cái người sinh vào ban đêm. Cũng giống như nữ giới tuổi Ngọ thì nam giới tuổi Ngọ thì thường là những người có tâm hồn tự do. Tuy nhiên họ có xu hướng quyết đoán hơn và đòi hỏi cao hơn. Tuy quyết đoán nhưng nam giới tuổi Ngọ lại không ngần ngại thay đổi cái ý định vì bất cứ cái lý do gì và mong đợi những cái người khác cũng phải làm theo. Nhưng không phải bao giờ họ cũng đạt được những cái điều mà mình muốn. Bề ngoài những người đàn ông này thì tỏ ra khá là tự tin và ý thức rõ ràng về cái tôi bên trong. Họ vẫn cảm nhận được cái sự bất an nhất định và muốn thể hiện ra bên ngoài. Nam giới tuổi Ngọ rất là sung sức, nhanh nhẹn và thường có thể cùng một lúc xử lý vài việc hoặc là vài người. Điều này khiến cho họ gặp rắc rối, nhưng khi đó họ thường rời bỏ cái cuộc chơi để thu dọn cái chiến trường cho những cái người còn lại. Đàn ông tuổi Ngọ thì thường phản ứng khá là thái quá với những cái điểm lên xuống của cuộc đời. Những cái lúc ốm đau hay là khi mà tinh thần bị suy sụp thì họ không thể gì giấu bất cứ ai. Các chuyên gia tử vi học cũng có nói, trong vòng 3 năm tới, năm 2025, 26, 27, thì cuộc sống của những người tuổi Ngọ sẽ có những bước ngoặt bất ngờ, không những cái sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến, mà mọi thứ cũng sẽ được gì diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Đặc biệt hơn hết, 3 năm tới chính là cái lúc mà thần tài tìm đến những người tuổi Ngọ và ban cho họ một cái cuộc sống giàu sang phú quý viên mãn, khiến cho cả thiên hạ phải đỏ mắt vì ghen tị. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Ngọ là một trong những 3 con giáp cực kỳ may mắn trong 3 năm tới. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn nhắc đến trong video này đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dần trời sinh là những người mà có ý chí kiên cường, mạnh mẽ, luôn tham vọng và gì sẽ tự mình gây dựng cái cuộc sống sung túc đầy đủ. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Dần thì họ lại là những người bản lĩnh hơn nhiều so với những người khác. Trong cuộc sống thì
thì không thể tránh khỏi những cái lúc mà khó khăn, thử thách. Nhưng mà những người tuổi Dần ấy luôn tự mình đối mặt với mọi thứ mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Thời gian vừa qua thì những người tuổi Dần cũng như những con giáp khác cũng phải chịu bao nhiêu khó khăn, vất vả và mất mát, tổn thương. Nhưng sau tất cả, họ vẫn là những người mà được gì? Trời ban cho cái số mệnh phú quý. Trong cái tử vi học cũng có nói, trong 3 năm tới đây, thì những người tuổi Dần hãy chuẩn bị sẵn cái tinh thần để đón nhận nhiều cái điều bất ngờ đến với mình. Đó. Những người tuổi Dần sẽ thành công bất ngờ ngoài cái sự mong đợi. Không những sự nghiệp nó được thăng tiến rực rỡ, và tiền đồ thì sau này cũng được sáng lạn vô cùng đối với họ. Còn trong thời gian này, với những người độc thân sẽ tìm được cái ý trung nhân. Còn đối với những người đã có đôi có cặp, đã có gia đình ấy, thì tình cảm ngày càng khăng khít, bền chặt và hạnh phúc. Điều đáng nói, nếu mà những người tuổi Dần mà biết nắm bắt lấy cái cơ hội này ấy, thì khả năng những người tuổi Dần sẽ trở thành đại gia trong một cái khoảng thời gian ngắn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dần là những người mà dũng cảm, đấy, có tinh thần, có trách nhiệm cao, không có khó khăn nào là có thể đánh gục được những người tuổi Dần. Cái tính cạnh tranh mạnh mẽ sẽ khiến họ không bao giờ bị lép vế mà phải nổi bật hơn. Những người tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo hoặc là gì, họ sẽ dẫn dắt mọi người là những kẻ nổi loạn. Sức mạnh và cái tinh thần dũng cảm của họ cũng sẽ được mọi người đánh giá cao, cũng được gì tôn trọng, nể sợ bởi chính những người gì chống đối với họ. Những người tuổi Dần thích cái sự khác biệt và nổi trội. Họ thích tìm tòi, khám phá những cái thứ mới mẻ. Bản năng chinh phục cũng thôi thúc họ thành công trong mọi cái vấn đề về phát triển, đúng không? Đó là lý do tại sao mà có nhiều nhà tư tưởng, những người làm chủ trương cải cách và những nhà thám hiểm đều sinh vào năm Dần. Một khi mà những người tuổi Dần đặt ra mục tiêu thì họ nhất định phải hoàn thành nó một cách nhanh chóng nhất có thể. Trong các mối quan hệ thì những người tuổi Dần không thích bị phụ thuộc. Họ thuộc tuýp người độc lập, không thích hoặc là không biết cách để thể hiện cái tình yêu ra bên ngoài, mà thường chỉ quan tâm đến cái đối phương theo một cái cách tinh tế, kín đáo nào đó. Những người tuổi Dần làm việc thì rất là nóng nảy, không có kiên nhẫn, không có sự nhẫn nại, đôi khi còn rất là gì lỗ mãng. Thì đây là cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho họ đi đến những cái thất bại lớn trong cái cuộc đời. Đặc biệt là đối với những người nam giới, họ khá là ngoan cố và hiếu thắng, dẫn đến cái sự tranh chấp rồi gì rồi thất bại. Tuy nhiên, đã thất bại rồi nhưng mà họ vẫn không chịu thừa nhận và ngoan cường, không chịu thuyết phục. Ngược lại với nam giới tuổi Dần thì những người phụ nữ tuổi Dần lại rất là tế nhị. Bất kể trên phương diện gì thì họ cũng đều tính toán một cách là cụ thể, và họ chính là cái trợ thủ đắc lực của những người chồng. Người tuổi Dần thì tính tình khá nóng nảy hay gì quanh co, chỉ cần đối phương có cái lầm lỗi thì gì họ sẽ phản đối ngay lập tức. Dù người đó có là ai đi chăng nữa thì họ cũng là người gì thích bênh vực cái chính nghĩa. Như đã nói ở trên ấy, thì những người tuổi Dần là những người độc lập, mạnh mẽ, tự tin và dũng cảm trong mọi trường hợp, nên là họ thường gì thẳng thắn, thành thực, vì thế sẽ chiếm được lòng tin của những người khác. Họ thù ghét cái sự bất công, dám liều mạng để bảo vệ cái suy nghĩ của bản thân mình. Bẩm sinh những người tuổi Dần là những người rất hiếu động và thích thay đổi, nên họ thường sống phiêu lãng trong cái độ tuổi trung niên. Số phận của họ không thể nào mà yên ổn được, cũng không có được một chức vị nào trọng yếu. Nhưng sau khi vượt qua những khó khăn thì họ sẽ được trưởng thành, hậu vận sẽ gì khai sáng từ đó. Các chuyên gia tử vi học cũng có nói, trong 3 năm tới thì những người tuổi Dần được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được cái sự nghiệp bạc tỷ. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, cuộc sống sẽ đủ đầy, sung túc, không thiếu cái thứ gì cả. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình thì lại đầm ấm, hạnh phúc. Nhìn chung, hậu vận của những người tuổi Dần khá là viên mãn. Họ sở hữu được cái cuộc sống khiến cho bao người phải mơ ước. Một lần nữa, xin được chúc mừng những người tuổi Dần là con giáp may mắn cuối cùng mà Tử Thông muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.